Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông dự họp về một số dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc. Tỉnh đang phối hợp với báo Đắk Nông phát động cuộc thi chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Nông. Hai cháu nhỏ ở Cờ Rông nô bị chết do đuối nước. Đó là những thông tin chính sẽ có trong chương trình tin tức Đắk Nông ngày hôm nay, 27 tháng 3. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Chính phủ vừa có thông báo số 94 khẳng định vai trò của tuyến đường cao tốc Bắc Nam phía tây đoạn Giang Nghĩa, Đắk Nông, Trân Thành. Bình Phước không chỉ phục vụ phát triển cho tỉnh Bình Phước và Đắk Nông, mà còn có vai trò quan trọng cho phát triển cả vùng Tây Nguyên kết nối khu vực Đông Nam Bộ. Thường trực Chính phủ hoan nghênh Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, các địa phương liên quan và các nhà đầu tư đã tích cực nghiên cứu, hoàn thiện phương án đầu tư. Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách có hạn, Thường trực Chính phủ lưu ý các bên cần nghiên cứu phương án khả thi, hiệu quả nhất, phù hợp với điều kiện cân đối vốn từ nay đến năm 2025. Trong đó, việc sớm triển khai đầu tư tuyến đường này theo phương thức đối tác công tư là rất cần thiết. Liên quan đến nội dung này, hôm nay, 27 tháng 3, các đồng chí Ngô Thanh Danh Bí Thư tỉnh Ủy trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí Thư tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tham dự cuộc họp về phương án đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc được tổ chức tại Hà Nội để triển khai một số nội dung theo chỉ đạo của chính phủ, trong đó có việc xúc tiến các bước đầu tư dự án cao tốc Gia Nghĩa chân Thành. Tỉnh đoàn Đắk Nông vừa phối hợp với báo Đắk Nông tổ chức phát động các cuộc thi chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Nông, ngày 1 tháng 1 năm 2004, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Cuộc thi gồm các nội dung: Cuộc thi ảnh dấu ấn Đắk Nông diễn ra từ 25 tháng 10 đến mùng 10 tháng 11 năm 2023. Cuộc thi video Clip Đắk Nông trong tôi diễn ra từ ngày mùng 1 tháng 9 đến mùng 1 tháng 11 năm 2023. Riêng cuộc thi viết Đắk Nông tuổi 20 sẽ diễn ra 3 đợt, đợt 1 từ 26 tháng 3 đến 26 tháng 6, đợt 2 từ 27 tháng 6 đến 26 tháng 8 và đợt 3 từ 27 tháng 8 đến 26 tháng 10 năm 2023. Ban tổ chức sẽ tiến hành tổng kết, trao giải cho những tác phẩm xuất sắc nhất tại các cuộc thi vào tháng 11 năm 2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông Hội doanh nhân trẻ vừa tổ chức chương trình cà phê doanh nhân định kỳ tháng 3. Tại chương trình, các doanh nghiệp có những ý kiến về khó khăn của đơn vị, như việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để doanh nghiệp đầu tư, nhiều thủ tục vay vốn còn vướng mắc dẫn đến cho vay còn chậm trễ. Về phía hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đề nghị các ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn hoạt động. Trong quý 2 năm 2023, Hội doanh nhân trẻ và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư mời các ngân hàng đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ những tồn tại vướng mắc hiện nay. Đối với những kiến nghị của doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giải thích, trả lời cặn kẽ. Sở tiếp thu các ý kiến và có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết những vấn đề còn tồn tại, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong thời gian tới. Sáng hôm nay, 27 tháng 3, tại thành phố Giang Nghĩa, Tri cục Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, phối hợp công ty Đào tạo Kinh Bắc tổ chức lớp tập huấn thực hiện chương trình ô cho gần 100 cán bộ, chuyên viên phụ trách chương trình ô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Các học viên đã được nghe giảng viên hướng dẫn các chuyên đề về năng lực, kỹ năng tuyên truyền, năng lực hỗ trợ, tư vấn trực tiếp các chủ thể tham gia chương trình ô cốp kỹ năng tư vấn tổ chức, hoàn thiện hồ sơ ô cốp, hoàn thiện sản phẩm, công tác quản lý, triển khai chương trình ô hướng dẫn tổ chức đánh giá xếp hạng sản phẩm ô hàng năm. Thông qua lớp tập huấn đã trang bị cho các cán bộ nâng cao được kiến thức, hiểu rõ hơn về vai trò mục tiêu của chương trình ô cốp. Trên địa bàn xã Nâm Nờ Đi, huyện Cờ Dông Nô vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai cháu nhỏ tử vong thương tâm. Theo thông tin ban đầu, chiều 26 tháng 3, người dân phát hiện thi thể hai cháu ở dưới hồ nước tưới cà phê. Cả hai cháu đều là con của ông Hoàng Quốc Tân, xã Nâm Nờ Đi. Ngay sau khi nắm được sự việc, tối cùng ngày, ông Bùi Ngọc Sơn, phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cờ sông Nô đã đến thăm, động viên, chia buồn cùng với gia đình nạn nhân. Thay mặt lãnh đạo huyện, ông Sơn gửi lời chia buồn sâu sắc, đồng thời mong muốn gia đình hai cháu sớm vượt qua nỗi đau, ổn định tâm lý, bảo đảm sức khỏe. Ngày hôm nay, chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo các đơn vị, đoàn thể trên địa bàn xuống động viên, giúp đỡ gia đình nạn nhân. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi mọi chi tiết quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại